Xin chào cả nhà nhé, đây là hình ảnh của chị Sang điều trị lám. Có hình ảnh của trước đây thì ngày hôm nay là chị đã đi được 1/2 liệu trình, được có 2 tuần đó. Thì bắt đầu vào làm buổi thứ hai, thì trong cái liệu trình điều trị của chúng ta nó sẽ gồm có 2 buổi ấy. Chị đã đi được buổi thứ hai thì da đã cải thiện được lám rất là nhiều rồi đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là ảnh đó, da tổn thương như này và quay hai bên mặt này đấy, chị quay cho bên này á, đấy nó đã đỡ nhiều, rất là nhiều rồi đó. Chị cảm thấy thế nào? Da căng bóng luôn ấy, cảm thấy sướng, da nó căng, nó không bị nhăn mà không bị chảy xệ, xong là nó mờ lám đi, nó mờ đi, chị cảm nhận như kiểu là được 80%. Đấy thì cứ với cái trường hợp da chị đã từng đi xạ trị sử dụng nhiều kháng sinh thì nó sẽ bao giờ cũng vất vả hơn đối với những trường hợp da của chúng ta bị nám, kể cả nám đinh thông thường. Thì với những trường hợp khi đã phải sử dụng kháng sinh liều cao và xạ trị như này thì đây là một sự cố gắng rất là lớn. Đó, hết liệu trình để cho da thật đẹp chị nhé. Cảm ơn Chủ tịch Đặng Thị Bắc, cảm ơn tất cả mọi người. Mà nhờ có chủ tịch mà mình biết đến cái sản phẩm này. Thực sự da của mình đi đâu mình rất là tự tin, không như đợt trước đi động phải đeo khẩu trang, rất là buồn. Chảy ra rất là nhiều luôn rồi, chị yên tâm nha, chúc mừng chị. Xin cảm ơn. Cảm ơn.